Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước và luôn là tỉnh nằm trong top đầu cả nước về đóng góp ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được củng cố. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua tạo thêm thế và lực mới cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển bứt phá. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh là tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí rất quan trọng trong khu vực Đông Nam Bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Song địa phương đã có rất nhiều nỗ lực, tìm tòi, đột phá, xác định hướng phát triển của địa phương trên cơ sở tận dụng tối đa các lợi thế so sánh của tỉnh. Những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua về xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đều rất đáng khích lệ.